đại diện của Usyk lên tiếng, quyết tâm đánh bại Joshua. Oleksandr Usyk đã cảnh báo rằng anh sẽ khiến Anthony Joshua phải tuân theo những luật lệ của WBO khi họ sẽ đối đầu ở cuộc chiến bảo vệ danh hiệu. Dù Joshua đã đồng ý về điều khoản hai trận đấu với Tyson Fury để tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng vào năm sau, nhưng trước mắt anh phải vượt qua hai kẻ thách đấu không hề dễ bị đánh bại. Nhà vô địch người Anh được kỳ vọng sẽ bảo vệ đai IBF, WBA và WBO trước Kubrat Pulev vào cuối năm nay. Trong khi võ sĩ thách đấu của danh hiệu WBO là Usyk vẫn đang chờ đợi cuộc thượng đài của mình. Usyk là người thách đấu của WBO hơn một năm nay. Anh ấy đồng ý để Joshua đấu với Pulev, với lưu ý rằng người thắng trong trận đấu đó sẽ đối đầu với mình tiếp theo. Lời tuyên bố này vẫn chắc chắn. Kế hoạch của chúng tôi là A. Thắng Derek Chisora, B. Buộc Joshua phải tuân thủ quy định của WBO hoặc phải bỏ trống danh hiệu, C. Đánh bại Joshua hay bất cứ tay đấm nào giành được danh hiệu WBO. Đơn giản và thực tế như vậy. Người tổ chức của Usyk là Alexander Krasjus phát biểu trên Sky Sports khi làm việc với Eddie Hearn. Nếu chiếc đai vô địch trên bị bỏ trống, thì Joseph Parker và Daniel Dubois, hai người được xếp hạng cao nhất sau Anthony Joshua và Usyk ở WBO, sẽ là đối thủ mà tay đấm người Ukraine phải đối mặt. Khi được hỏi về đối thủ lý tưởng của Usyk ở hạng nặng, Krasjus cho biết Joshua hay là Fury, người đang giữ danh hiệu thế giới và sẵn sàng để đối đầu với nhà vô địch tuyệt đối của hạng bán nặng. Chúng tôi quan tâm đến Joshua, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.